Hóa gà trả ơn. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có hai ông bà sống với nhau rất hạnh phúc. Trước cửa nhà có một vườn đậu Hà Lan rộng lớn, vì họ có một sở thích rất đặc biệt là ăn đậu Hà Lan. Nó lăn xuống tận hầm mất rồi bà ạ. Không biết chừng có ngày lại mọc cây ở dưới đó cũng nên. Bà ơi, bà xem này. Hả? Có chuyện gì mà ông kinh ngạc như vậy? Tôi vốn chỉ nói chơi thôi mà, không ngờ nó đã mọc thành cây thật. Và là một cây đậu khổng lồ, cây đậu có 102. Ông nhìn xem, nó vẫn còn đang vươn lên nữa kìa. Tình hình này á, có khi ông phải dỡ bỏ mái của gian nhà này để cho cây mọc lên nữa. Được, tôi sẽ làm ngay, để xem nó mọc cao được lên đến đâu nữa. Cây đậu cứ thế vươn lên mãi, cuối cùng cây mọc cao chạm lên đến tận trời. Ông bà lão muốn thu hoạch hạt đậu, ông trèo mãi, trèo mãi, trèo đến tận mây xanh. Trời ơi, chuyện gì thế này? Một chú gà trống màu vàng tuyệt đẹp và cả một chiếc hộp nữa. Có gì trong đó thế nhỉ? Nhưng thôi, mình cứ mang chúng xuống đã. Bà nó ơi, tôi đem quà về cho bà này. Một chú gà trống màu vàng và một chiếc hộp màu vàng điểm xanh. Ôi ông ơi, chưa bao giờ mà lại có một chú gà trống màu vàng dễ thương như thế này. Trời ơi, nó đáng yêu quá ông ơi. Gà trống ngoan, ở với chúng ta nha. Chúng ta sẽ coi con là con cháu trong nhà. Hình như nó muốn nói điều gì đó trong chiếc hộp này đó bà. Đâu đâu đâu, ông cho tôi xem với. Chiếc hộp này là hộp gì vậy? Hả? Ôi trời ơi, chiếc hộp có thể làm ra bánh nướng, bánh ngọt, nhiều quá. Quái lạ, hai ông bà lão này có chuyện gì mà lại vui thế nhỉ? Trời đất, ta có đang mơ không vậy? Ông bà lão này có thứ bảo bối như vậy mà bấy lâu ta không hề hay biết nhỉ? Nè, lão già kia, trong nhà lão có gì ăn không? Ta đang đói quá. Ngài có muốn ăn bánh ngọt và bánh nướng không ngài? Được, hãy cho ta thật nhiều bánh ngọt và bánh nướng. Bà hãy bán cho ta chiếc hộp này. Ta sẽ cho ông bà rất nhiều tiền để ông bà có thể sống cả một đời sung sướng. Không thưa ông, chúng tôi không có bán. Nhất định chiếc hộp này phải thuộc về ta. Nhưng lúc ông bà đi làm đồng, lão đã quay trở lại lấy cắp chiếc hộp đi. Không bán cho ta thì ta sẽ tự lấy. Ông ơi, chiếc hộp biến mất đâu rồi? Sao cơ, chiếc hộp biến mất ư? Chắc chắn là lão địa chủ rồi. Lão ta vốn thật tham lam và độc ác mà. Tôi biết ngay mà, kiểu gì hắn ta cũng dùng thủ đoạn để chiếm đoạt của chúng ta. Đừng khóc nữa ông bà ơi, cháu sẽ đến nhà lão địa chủ đòi chiếc hộp về cho ông bà. Lão địa chủ đâu? Mau trả lại cho ta chiếc hộp màu vàng điểm xanh. Ta không trả đây, thì ngươi định làm gì ta hả con gà khốn kiếp? Loa 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 loa, bà con làng xóm ơi, lão địa chủ này là kẻ ăn trộm, ở đây có kẻ ăn trộm, ôi làng nước ơi. Thật là tức chết đây mà, người đâu, ta bắt con gà trống ném nó xuống nước cho ta. Những người hầu theo lệnh lão địa chủ bắt gà trống ném xuống giếng. Gà trống ở dưới giếng, nó dùng chiếc mỏ bé nhỏ của mình hút cạn sạch nước trong giếng, phun ngập nhà lão địa chủ. Chẳng mấy chốc, tư gia của lão địa chủ đã ngập trong nước. Ôi trời ơi, người đâu, cứu, cứu ta với. Lão địa chủ tham lam kia, nếu lão vẫn ngoan cố không trả, ta sẽ mổ vào đầu lão đấy. Lũ người ăn hại kia, mà bắt con gà trống quái quỷ này lại. Người đâu, cứu ta với. Lũ người chết tiệt kia, các người đâu hết cả rồi, còn không bao cứu ta. Ôi trời ơi, đau quá. Ta xin ngươi hãy tha cho ta, ta cầu xin ngươi. Nếu ngươi vẫn còn tham lam độc ác và ngang ngược như thế, thì đừng có trách ta. Cháu đã mang chiếc hộp của chúng ta về rồi nè ông bà ơi. Chiếc hộp đã trở lại thật rồi. Gà trống, cháu thật là giỏi quá. Bà nó ơi, vậy là chúng ta có thể thực hiện được ước mơ mà chúng ta đã cùng dự tính rồi. Phải, phải, chúng ta mau làm ngay đi ông. Chúng ta phải làm thật nhiều bánh và mời những bà con nghèo khó trong làng cùng đến ăn nha. Kể từ đó, thỉnh thoảng
họ lại mời hàng xóm đến thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon. Chiếc hộp luôn ở bên họ và tất nhiên có cả gà trống và cây đậu khổng lồ. Ai giỏi nhất? Bẩm Thượng Đế, đúng là cây táo vàng này do ngài tự tay trồng và chăm sóc có khá cả. Vừa to lại vừa đẹp. Ừ, tiếc là năm nay nó chỉ có mỗi một quả. Ta muốn dùng nó vào việc gì đó thật ý nghĩa. À, thần có một ý này. Không biết Thượng Đế có ưng không? Người nói thử xem. Bẩm Thượng Đế, cũng sắp đến sinh nhật của ngài rồi. Theo thần, nên tổ chức một cuộc thi để mừng thọ cho ngài. Cuộc thi của muôn loài đang sống trong vườn Thượng Uyển này. Chúng ta sẽ lấy quả táo vàng làm giải thưởng cho kẻ giỏi nhất. Có được không ạ? À? Hay đấy, được. Ta giao cho người tổ chức cuộc thi này. Dạ, thần tuân lệnh Thượng Đế. Loa loa loa! Thượng Đế mở cuộc thi dành cho muôn loài trong vườn Thượng Uyển. Ai tự tin vào sức mạnh, sự nhanh nhẹn và dẻo dai của mình thì hãy tham gia. Loa loa loa! Cuộc thi do Thượng Đế tổ chức, chắc phần thưởng sẽ lớn lắm nhỉ? Tất nhiên, tớ và cậu cũng sẽ cùng tham gia. Vẹt ơi, cho chúng tớ đăng ký nha. Tôi cũng đăng ký nữa. Giải thưởng lớn chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Trong vườn Thượng Uyển này, không ai nhanh nhẹn bằng tôi cả. Chú mày nhầm mà. Về sức mạnh thì ai có thể bằng ta? Cứ chờ mà xem ai hơn ai. Vẹt ơi, ghi tên tôi nhé. Cả tôi nữa. Anh Vẹt ơi, tôi cũng muốn đăng ký tham gia cuộc thi. Cá vàng cũng đăng ký ư? Cậu chỉ bơi được dưới nước thì thi thố gì chứ. Tôi nghĩ Thượng Đế đã tổ chức cuộc thi cho muôn loài trong vườn Thượng Uyển thì tất cả mọi người đều được cạnh tranh công bằng chứ. Một chú cá nhỏ bé chẳng có tay chân, chỉ có mấy cái vây yếu đuối mà cũng đòi cạnh tranh công bằng à? Đúng là không biết lượng sức. Đừng cãi nhau nữa. Theo luật thì ai cũng có quyền đăng ký tham gia cả. Cá vàng, tớ ghi tên cậu nhé. Ừ, tớ sẽ tham gia. Nhân dịp mừng thọ Thượng Đế, ta thay mặt ngài tổ chức hội thi hàng năm dành cho muôn loài trong vườn Thượng Uyển. Năm nay, phần thưởng dành cho kẻ thắng cuộc là quả táo vàng duy nhất trên cây kia. Quả táo vàng mà Thượng Đế của chúng ta quý nhất. Hoan hô Thượng Đế! Hoan hô Thượng Đế! Năm nay, luật chơi rất đơn giản. Ai có thể lấy được và giữ quả táo vàng trên cây kia, đó sẽ là người chiến thắng của cuộc thi. Thì hay táo ư? Vậy thì khỉ thắng chắc rồi. Chưa chắc đâu. Anh báo leo cây cũng giỏi lắm đấy. Chỉ có cá vàng là chắc chắn thua cuộc rồi. Cá vàng không biết lượng sức. Giờ thì sáng mắt ra chưa? Cá vàng cũng muốn là kẻ giỏi nhất cơ đấy. Buồn cười quá đi. Thôi, cậu hãy bỏ cuộc đi, đỡ tốn thời gian của Thượng Đế và muôn loài. Đúng rồi, cá vàng bỏ cuộc đi. Cá vàng bỏ cuộc đi. Đúng là cuộc thi này không dành cho mình. Cuộc thi bắt đầu. Trời, quả táo rơi xuống hồ mất rồi. Vậy là không có ai chiến thắng ư? Táo vàng của ta. Chúng ta thua cá vàng rồi à. Hoan hô cá vàng, cá vàng giỏi quá. Phản đối cá vàng ăn may. Cá vàng không biết trèo cây thì không thể để cậu ta thắng cuộc được. Trật tự, kết quả cuối cùng sẽ do Thượng Đế quyết định. Dạ, thần xin mời ngài phán xét ạ. Không hẳn cá vàng thắng cuộc, ta treo giải cho người hái được trái táo. Thế nhưng, các người thấy đấy, cá vàng ở dưới nước, nhưng lại chính là người dâng lên cho ta trái táo. Dẫu không thật công bằng,
nhưng quy chế đã đề ra như thế, nên cá vàng vẫn là người thắng cuộc. Các ngươi có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Dạ, thượng đế sáng suốt, thần xin chịu phạt ạ. Ngay từ đầu, cuộc thi này đã không công bằng với cá vàng, nhưng cuối cùng, cá vàng vẫn bắt được quả táo. Cá vàng rất xứng đáng trở thành người thắng cuộc của hội thi lần này và nhận được quả táo vàng của ta. Thượng đế sáng suốt, hăng hô cá vàng. Mỗi loài đều có thế mạnh riêng, không có loài nào là giỏi nhất và vô địch tuyệt đối. Vì thế, ta sẽ hủy bỏ cuộc thi ai giỏi nhất ở đây. Từ nay, cuộc thi này sẽ có tên là Hội Khỏe Muôn Loài. Các người có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Chúc mừng cá vàng đã thành người chiến thắng cuộc thi hôm nay. Chúc mừng. Xin cảm ơn mọi người. Xin đa tạ thượng đế. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.